ngày thứ hai trong chuỗi 30 ngày kiểm ben tiếp theo. Em sẽ nói về 4 bước chơi kiểm ben. Bước 1 là tôi cũng có thế giới quan sáng, thế giới quan đúng đắn. Bước 2 là tôi biết các đồng đội của tôi trong nhóm mối quan hệ thì cũng muốn có thế giới quan sáng như tôi, nên là tôi biết các đồng đội của mình kiểm ben, up video kiểm ben lên nhóm hàng ngày. Bước 3 là tôi quay video kiểm ben mà up lên nhóm. Bước 4 là tôi thiền cà phê về việc các kiểm ben trong ngày hôm nay, cũng như hồi hướng cho các thế giới quan sáng, thế giới quan đúng đắn cho tất cả thành viên trong nhóm cũng như mọi người xung quanh của mình. Em xin bắt đầu câu chuyện cái bút của mình. Mọi người cho em hỏi là em đang cầm trên tay đấy ạ, là cái bút đúng không ạ? Cái bút là mình dùng để viết hoặc để ký. Nếu mà có một chú chó đi vào căn phòng này, đến vị trí cái bàn này mà em cầm vật này này, em rơi trước mặt chú chó, quấn mặt nó thì nó sẽ làm gì vật này? Thì nó sẽ gặm, đúng không ạ? Nó nghịch, nó chơi vật này, không phản ứng như mình, nó không biết như mình. Như vậy là cùng là vật này, nhưng mình coi là cái bút này, chú chó chỉ coi là đây là đồ để gặm để chơi thôi. Thì câu hỏi đặt ra là ai đang đúng, người đúng hay chó đúng? Thì ta câu trả lời là gì? Là cả hai đều đúng, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta không có cước với nhau từ đầu là phải xem vật này là cái gì. Vậy là ta có cái kết luận đầu tiên, hoặc đầu tiên rút ra đây là không có đúng mà không có sai. Khi chúng ta không có ký ức với nhau từ đầu, từ trước, vậy thì chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Thế giới quan ở đây được hiện ở cách nói, cách nghĩ, cách làm và cách lựa chọn của bất kỳ ai. Khi mà chúng ta tôn trọng thế giới quan của họ như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự phán xét đánh giá. Thì đó thì chúng ta sẽ bớt đi những cái tranh luận, hoặc những cái tranh cãi nó không cần thiết, đúng không ạ? Mọi thứ nó chỉ có đúng và sai khi chúng ta đã có ký ức với nhau rồi thì chúng ta phải tôn trọng nó. Ví dụ chúng ta có pháp luật, chúng ta có những cái nội quy làm việc, rồi là giờ giấc làm việc của một cơ quan đoàn thể khi chúng ta tham gia, hoặc là những cái cam kết của đội nhóm khi chúng ta gói vào đó. Thì khi đó nếu mà chúng ta vào vi phạm cái cam kết đó thì chúng ta sẽ bị sai luật, và sai luật thì chúng ta bị phán xét, đúng không ạ? Tiếp đó thì em đặt cái vật ở dưới bàn này, em và chúng cháu đi ra khỏi phòng này, đúng không? Để tắt đèn vào tối om, không còn ai ở đây nữa. Tại thời điểm căn phòng này không có ai, không có chủ thể nào nhìn thấy vật này. Và chưa là vật này thì vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì. Và trong đạo Phật thì ta gọi là tính không, sự trung tính hay tính tiềm năng của sự vật sự việc. Tính tiềm năng thì ở chỗ là nếu văn phòng này bật sáng, em đi vào đây trước, em thấy chỉ cái bàn này và em nhìn thấy vật này trước này, thì nó trở thành cái bút, đúng không ạ? Nếu chó đi vào đây trước, đến vị trí cái bàn này và nhìn thấy vật này trước thì nó sẽ lại gặm, nó nghịch cái chơi vật này. À, nếu em thấy chú chó ở ngoài cửa phòng, bế chú chó vào đây, em mà nó không nhìn thấy vật này thì nó sẽ vừa là cái bút để vừa là gặm để chơi, vì có hai chủ thể khác nhau đang nhìn thấy vật này. Vậy là tính tiềm năng ở chỗ là cùng là một vật này, nhưng đã xuất hiện hai thực thể khác nhau trên cùng một vật, do có hai chủ thể khác nhau cùng quan chiếu được vật này, cùng nhìn thấy vật này. Như vậy tính tiềm năng thì nó bất kỳ dù vật sự việc nào cũng là như vậy, nó tùy theo góc nhìn của từng chủ thể lên cái vật đó nên nó xuất hiện những cái vấn đề khác nhau khi các chủ thể nhìn thấy cái góc nhìn khác nhau. À, cái việc mà tiếp đó là việc chúng ta nhìn thấy cái vật này là bút này thì xuất phát từ bản thân vật này có cách diễn đạt, có cái ngôn ngữ để chúng ta biết đó là bút như thế này, tức là từ chính nó đấy. Hay chúng ta nhìn thấy là bút ạ. À, chúng ta nhìn thấy là bút, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà cái vật này có cái ngôn ngữ, có cách diễn đạt để cho chúng ta biết là bút thì con chó hay bất cứ con vật nào khác cũng sẽ biết đây là bút do cách diễn đạt của vật này, thì nó cũng còn lên một vết chúng ta, nhưng mà chỉ chúng ta biết ta quay là bút, còn chú chó cũng còn một cách không quay là bút. Và chúng ta có cái lệnh thứ ba là mọi thứ đến từ tôi, hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi này, tôi nhìn thấy vật này là như vậy, tôi phóng chiếu và rơi phóng chiếu đến vật này. Cái việc mà vật này nó có tính tiềm năng, nó lại xuất phát từ tâm trí chúng ta, thì chúng ta có thể ước vật này thành vật có giá trị lớn hơn được không, thay vì đây là một cái bút để chúng ta thoải mái hơn trong việc, trong những suy nghĩ của mình. Ví dụ chúng ta muốn có đang có nhiều tiền, muốn có thật nhiều tiền thì chúng ta sẽ ước vật này thành một cái nhẫn hộp, một cái vòng hộp xoàn thật là lớn này, rồi là một khối vàng mà mấy kg vàng chẳng hạn, là một khối viên kim cương thật là lớn, thì em phải ước thành viên kim cương ạ. Và mở mắt ra này, đây đang cầm vật này là cái bút, đúng không ạ? Bởi vì sao? Vì đây là kết quả hiện tại rồi, và chúng ta có nhận tư duy là mặc dù mọi thứ nó xuất phát từ tâm trí của ta, của tôi này, và có tính tiềm năng, nhưng nó không đến từ những suy nghĩ tích cực hay sự mong cầu của ta. Chúng ta thay đổi chúng ta không thể thay đổi được kết quả hiện tại được, vì chúng ta đã có những dấu ấn này, hạt giống với vật này từ trước, chúng ta được nhau vào tâm trí này từ rất lâu, hoặc là khi chúng ta còn bé, chúng ta được bố mẹ, được anh chị, rồi là khi đi học thì thầy cô chúng ta này, và vật này trên tay chúng ta nói rằng vật này là bút này, nên chúng ta đã có dấu ấn và hạt giống. Nên khi chúng ta cầm vật này trên tay như này thì dấu ấn và hạt giống đấy sẽ bung nở, sẽ nở ra và ép chúng ta phải nhìn vật là bút ở hiện tại, nhanh đến mức chúng ta nghĩ rằng nó xuất phát từ vật này, nhưng không, nó xuất phát từ tâm trí của chúng ta đó. Vậy thì chúng ta không mong cầu được, không ước được, thì muốn đạt những điều chúng ta muốn tương lai thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta hãy tạo ra những dấu ấn hạt giống, nhưng chúng ta có dấu ấn hạt giống về cái bút này ở hiện tại qua 4 bước gieo hạt, 4 bước ra bóc. Ví dụ chúng ta muốn tự do tài chính, muốn tài chính tốt thì chúng ta giúp người khác được tự do tài chính, có tài chính tốt, ví dụ như là cho họ vay tiền một cách trực tiếp nếu thấy họ đang rất cần cấp, và tiếp thì chúng ta sẽ giúp họ là tìm việc làm, giới thiệu việc làm cho họ này, rồi chúng ta dành thời gian để cho họ, giúp cho họ có những kỹ năng kiến thức về bán hàng, về tư vấn, rồi những kỹ năng về xây dựng hệ thống, làm đội nhóm, để sau thời gian đó thì họ sẽ tìm kiếm, sẽ kiếm được tiền.
rồi chúng ta muốn bình an cho tâm trí của chúng ta thì chúng ta luôn hãy giúp đỡ những người mà có sự bất an, chỉ luôn có sự lo lắng này, sợ hãi này. Khi mà bất cứ vấn đề gì đến với họ, họ luôn phải lo lắng và sợ hãi, thì chúng ta hãy giúp họ là đón nhận mọi thứ một cách rất là nhẹ nhàng, bình thản, thoải mái để họ luôn được thư giãn, không bao giờ phải lo lắng và căng thẳng nữa. Thì khi mà họ đã làm được cái chuyện đó thì chúng ta sẽ đạt được sự bình an tâm trí. Và bài học thứ năm chúng ta ở đây là chúng ta muốn có thứ gì chúng ta hãy cho thứ đó đi trước, qua việc chúng ta thực hiện bằng thân khẩu ý chúng ta để đạt được những người chúng ta mong muốn. Em xin kết thúc câu chuyện của mình ở đây. Bây giờ cả nhà lắng nghe, mình hãy nhớ là thiền cà phê về việc là mình kể bên trong ngày hôm nay, cũng như là hồi hướng cho cái thế giới quan đúng đắn của tất cả các thành viên trong nhóm của mình cũng như mọi người xung quanh của chúng ta. Xin chào cả nhà.